cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc nhận 61 tỷ đồng chạy án. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận 21,5 tỷ đồng vụ chuyến bay giải cứu. Vì sao Bộ Thông tin và Truyền thông sắp sờ gáy toàn diện TikTok Việt Nam? Kỳ thủ bị cạy vali khi bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, Cục Hàng không nói gì? Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Phú Yên, Bộ Công an gấp rút vào cuộc. Kính chào quý vị, những tin tức đáng chú ý sẽ luôn được chúng tôi liên tục cập nhật trong ngày trên VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra đề nghị truy tố 54 người về 5 tội: đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Trong số này, ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị cáo buộc nhận hối lộ 42,8 tỷ đồng giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự. Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, ông Tuấn nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng. Ông Tuấn liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, nguyên cán bộ công an, với mục đích muốn giúp cho các cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Bầu Trời Xanh, Lê Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty này, không bị xử lý hình sự. Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Anh Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng số tiền hơn 2,6 triệu đô la Mỹ. Ông Tuấn khai đã sử dụng 400.000 đô la Mỹ và đưa cho ông Hoàng Văn Hưng trên 2,2 triệu đô la Mỹ để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng nhận 800.000 đô la Mỹ từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Nhà chức trách chưa đủ căn cứ kết luận ông Hưng nhận hơn 1,4 triệu đô la Mỹ còn lại. Do đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn phạm vào tội môi giới hối lộ với số tiền môi giới hối lộ là 2,65 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 62 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 1,85 triệu đô la Mỹ, tương đương gần trên 42,8 tỷ đồng. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu về 5 tội: đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, Tô Anh Dũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách chuyến bay giải cứu và nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp. Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Theo kết luận điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng có nhiệm vụ phê duyệt tổ chức kế hoạch chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục lãnh sự, rồi gửi đến các thành viên trong tổ công tác thuộc 5 bộ để xin ý kiến. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách chuyến bay giải cứu. Ông Dũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp được hỗ trợ, tạo điều kiện cấp phép thực hiện chuyến bay combo. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng bị truy tố tội danh nhận hối lộ. Ông Nam bị cáo buộc trong quá trình làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng, tương đương tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, để giúp công ty Nhật Minh bán vé máy bay và nơi ở tại khách sạn lưu trú cho 6 chuyến bay đưa công nhân từ Nhật Bản về Việt Nam. Giai đoạn điều tra, hai cựu thứ trưởng được đánh giá, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác. Ông Dũng nộp khắc phục 2 tỷ đồng, ông Nam nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Thưa quý vị, trước tình trạng loạn nội dung xấu độc, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Theo số liệu của Data Reporter, tính đến tháng 2, Việt Nam xếp thứ 6 trong top 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok lớn nhất thế giới với khoảng 49,9 triệu người dùng.
Tuy sở hữu số lượng người dùng lớn và mới bùng nổ vài năm trở lại đây, TikTok liên tục vướng vào lùm xùm xuất hiện nội dung xấu độc như phim ngắn phản văn hóa, dung tục, các thông tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan, nhiều nội dung cổ suý hành vi phạm tội. Theo đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay, triệt để. Thưa quý vị, qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được cho tặng nhiều lô đất và ông Nguyễn Văn Vịnh cũng cho tặng đi nhiều lô đất. Cơ quan tố tụng yêu cầu xác minh tài sản của một số cán bộ ở Lào Cai để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và Sở Công thương tỉnh Lào Cai. Trong những cá nhân được yêu cầu rà soát, xác minh có cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng. Kết quả xác minh bước đầu xác định cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng liên quan đến 2 thửa đất. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai được cho tặng nhiều lô đất và bản thân ông Nguyễn Văn Vịnh cũng cho tặng đi nhiều lô đất. Thưa quý vị, trước thông tin vào ngày 1 tháng 4, đội cờ tướng Thành phố Hồ Chí Minh đã bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2023 ở Bắc Giang. Tuy nhiên, khi đến sân bay Nội Bài, kỳ thủ trong đoàn phản ánh phát hiện vali bị cậy khóa, phá hỏng cả dây kéo vali. Cục Hàng không Việt Nam đã có phản hồi về sự việc này. Trưởng đoàn cờ tướng Thành phố Hồ Chí Minh nói, những vali hành lý ký gửi có dấu hiệu bị mở và phá khóa là những vali có chứa nước yến và thuốc lá của các kỳ thủ. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, nếu đoàn kỳ thủ bị cậy vali thì phải liên hệ với hãng hàng không mà đoàn đã bay. Đầu tiên, theo quy định, hãng hàng không sẽ phải xử lý việc đền bù, bồi thường trách nhiệm. Tất cả đã có trong quy định, ông Thắng khẳng định. Trao đổi với đại diện một hãng hàng không khác tại Việt Nam được biết, các hãng hàng không sẽ có chính sách tương đương nhau nhưng tùy thuộc từng đặc tính của hành lý. Ví dụ như với các kỳ thủ, tùy từng hãng sẽ có chính sách đền bù khác nhau. Nhưng chính sách đền bù sẽ linh hoạt với những người quan trọng hoặc người trong lĩnh vực đặc thù như vận động viên, bởi hành lý có thể ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của họ, khi đó hãng sẽ thực hiện linh hoạt việc đền bù. Thưa quý vị, những ngày gần đây, dư luận xôn xao thông tin du khách bắt buộc phải mua vé khi vào phố cổ Hội An, kể cả khi đi dạo. Ngày 4 tháng 4, trả lời VTC News, lãnh đạo thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng về việc này. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho hay đây chỉ là kế hoạch nằm trong dự thảo. Ông khẳng định thành phố không yêu cầu mua vé đối với tất cả mọi người khi vào khu phố cổ. Ông nói thêm, nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề nhức nhối, khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ sẽ phần nào giải quyết được vấn đề trên. Ngoài ra, điều này cũng sẽ tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp lữ hành. Trước đó, như VTC News đưa tin, từ ngày 15 tháng 5, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80.000 đồng một vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng một vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7:30 đến 21:30 hàng ngày vào mùa hè và đến 21:00 vào mùa đông. Nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu, cải tạo nhà. Do đó, tất cả du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé. Đối với những trường hợp vào khu phố cổ để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng sẽ không thu phí, nhưng đơn vị phải đảm bảo đúng mục đích. Nếu kiểm tra phát hiện vào tham quan mà trốn vé, cũng sẽ bị phạt. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh Phú Yên về vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khiến 4 người tử vong, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị chức năng kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các nạn nhân, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng với chỉ đạo của Bộ Công an, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tuy An đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau tai nạn, 6 người được đưa đi cấp cứu nhưng có 1 người tử vong, còn lại 3 người bị kẹt trong cabin.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên và người dân tiến hành cứu nạn, cứu hộ người bị nạn, nhưng cả ba đều đã tử vong. Đến 10 giờ 30 phút hôm qua, thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày hôm qua, tại km 03 cộng 600 DT643 thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xe ô tô tải chở dưa hấu mang biển kiểm soát 73H00942 do Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1991, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển lưu hành hướng Tây, Đông. Khi xe đang xuống dốc, bất ngờ bị lật úp vào vách núi. Thưa quý vị, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, Hà Giang vừa cho biết một nạn nhân đã rơi xuống hang đá sâu 56 mét tại xã Phải Lủng sau khi bị ô tô va trúng. Điều kỳ tích đã xảy ra, nạn nhân được lực lượng chức năng cứu hộ thành công và may mắn sống sót. Trước đó, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo của Công an xã Phải Lủng về việc ô tô biển số Hà Nội do ông Cao Hoài Đức ở Hà Nội điều khiển đưa ba du khách du lịch đến một địa điểm tham quan tại xã Phải Lủng. Lúc khách xuống hết, tái xế lùi xe thì va phải anh Thò Mí Ly, không cùng đoàn, đang đứng chụp ảnh ở khu vực sân bãi đỗ xe. Sau cú va, anh Ly bị cuốn theo xe ô tô rơi xuống hang đá. Trong khi đó, tài xế Đức bị gãy xương sườn, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm tại hố sụt, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cách miệng hố khoảng 56 mét. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc thông tin, thời điểm lực lượng cứu hộ tiếp cận, nạn nhân vẫn tỉnh táo, chỉ bị xây xước bên ngoài. Nạn nhân vẫn bình tĩnh và nói cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cứu mình lên. Vị này cho biết thêm, hiện nạn nhân đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Giang cho hay, khu vực xảy ra sự việc thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng, gần đài tưởng niệm thanh niên xung phong. Đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng không có hộ lan. Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2932D có trụ sở tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi giả mạo trong công tác. Cụ thể, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Cương, sinh năm 1980, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2932D, Trần Văn Thắng, sinh năm 1979, đăng kiểm viên, cựu phó trung tâm đăng kiểm 2932D đã nghỉ làm từ hôm 17 tháng 2, cùng 3 đăng kiểm viên và 1 nhân viên nghiệp vụ tại trung tâm này. 6 bị can bị công an khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Văn Cương cùng các bị can nêu trên trong quá trình thực hiện đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 2932D, quận Hoàng Mai đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm. Cùng với đó, bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ô tô để cấp giấy đăng kiểm cho các phương tiện chưa đủ tiêu chuẩn đăng kiểm. Theo lời khai của các bị can, làm sai phạm nêu trên nhằm mục đích để khách thấy vui vẻ, thoải mái, đưa tiền cảm ơn, lần sau tiếp tục đến đăng kiểm và giới thiệu khách đến. Từ đó, trung tâm có doanh thu cao hơn và nhân viên sẽ được hưởng thu nhập cao hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bản tin hôm nay trên VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!